Xin kính chào quý khán thính giả của Vietfet TV 55.3. Chúng tôi là Đức Phạm và Đình Nam đang có mặt tại New York Event Center. Thưa quý vị, hôm nay trong không khí lành lạnh của mùa Thanksgiving, Hội Phụ Nữ Quốc gia Dallas Fort Worth có tổ chức 31 năm và lòng hiếu đạo. Thưa quý vị, nói đến ngày lễ tạ ơn, chúng ta sẽ phải tỏ lòng biết ơn. Và lòng biết ơn đó đến những vị cao niên, những bậc cha mẹ. Và chúng tôi sẽ ghi lại những hình ảnh trung thực nhất trong buổi lễ hôm nay. Xin quý vị theo dõi phóng sự. Thưa quý vị, những chiếc áo vàng đây là Hội Phụ Nữ Quốc gia Dallas Fort Worth và chị Loan Trang là hội trưởng. Hội đã thành lập 31 năm vừa qua. Và thưa chị, hôm nay chị có thể cho khán giả của Vietfet TV 55.3 biết cái ý nghĩa của cái chủ đề là 31 năm thành lập và lòng hiếu đạo. Trước hết, cho Hội Phụ Nữ Quốc gia gửi lời chào hỏi tất cả quý khán thính giả của đài TV 55.3 Vietfet. Đài đã vươn mình lên trong tiếng nói truyền thông ở tại đây cho chúng ta có một cơ hội hiểu biết về tất cả mọi mặt, từ chính trị cho đến thương mại, cho đến tìm hiểu sinh hoạt các cộng đồng. Sinh hoạt của hội đã kéo dài rộng rãi 31 năm. Và trong cái ngày sinh hoạt của hội hàng năm thì có một chương trình xã hội thật là nhỏ, nhưng muốn có một cái tình đồng hương thật là nồng ấm trên xứ người vào mùa đông. Khi mùa Thanksgiving vào với những chiếc lá vàng mùa thu rơi rụng thì chúng ta bắt đầu cảm thấy cái lạnh. Mà cái lạnh xứ người không gì bằng đó là ngọn lửa của tình đồng hương tị nạn tại xứ Hoa Kỳ này. Vì vậy cho nên hội đã dốc hết lòng ra, không quản ngại, các chị em đồng lòng chung một bàn tay để cùng làm thế nào mình có thể sưởi ấm trong tình đồng hương tị nạn tại đây. Nếu những đồng hương nào còn thân phụ mẫu trên 80 tuổi, xin hãy liên lạc với hội để có gì, để mình có thể bỏ ra một tí xíu thì giờ thôi, mình đưa bố mẹ mình tới tham dự. Đó là chữ hiếu trong văn hóa của phong tục đất nước Việt Nam mà chúng ta cần phải gìn giữ. Cảm ơn chị Loan Trang và cảm ơn các chị rất nhiều. Xin chúc quý vị một buổi tổ chức thành công và vui vẻ. Cho Trang gửi lời cảm ơn đài đã bỏ thời giờ tới đây chung vui và cho hội có một cơ hội được đồng hương biết đến. Gia đình Bị Động Quân chúng tôi đó đến đây để mà dự tiệc kỷ niệm 31 năm thành lập Hội Phụ Nữ Quốc gia Việt Nam. Thì theo như tôi đã biết, trong thời gian qua 31 năm qua đó, Hội Phụ Nữ Quốc gia Việt Nam với chị Đoan Trang á, rất gần gũi với đồng hương, với các hội đoàn cựu quân nhân, và cũng để cùng nhau đóng góp và giúp đỡ những cộng đồng tị nạn tại đây, và chia sẻ những buồn vui và trao nhau những nụ cười thân thiện với nhau. Đồng thời đó, cái quan trọng hay nhất á, là Hội Phụ Nữ Quốc gia Việt Nam vẫn luôn luôn nêu cao truyền thống của người phụ nữ. Điều đó làm chúng tôi rất hãnh diện. Cảm ơn anh rất nhiều. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng để cùng tham dự nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Hoa Kỳ. Việt Nam Cộng Hòa. Hy sinh trên các chiến trường hay trong lao tù cộng sản,
phút mặc niệm, còn để tưởng nhớ đến muôn muôn vạn sinh linh vì hai chữ tự do đã vùi thây lên rừng sâu núi thẳm hay trên biển cả mênh mông. Hân hạnh được gặp hai ông đến dự buổi lễ của Hội Phụ Nữ Quốc gia. Xin hai ông cho biết tên và có thể phát biểu cảm tưởng cho Đài 55.3. Tôi là bên Tổng hội Cựu nhân Chính trị. Thì ở đây cũng nói chung là cô Đông Trang này hồi trước cũng nằm trong Hội Cựu nhân Chính trị. Thành ra đi đến đây dự thì là cái tinh thần cô cũng hay. Cái ngày năm nào cô cũng tổ chức điều điều vậy. Thì mình đun đúc cái tinh thần để cho... Nhất là bây giờ hội phụ nữ, mấy bà phụ nữ, phụ nữ bùng lên. Vâng, thưa quý vị, đó là ý kiến của ông Phan Văn Phúc bên Tổng hội của Cựu nhân Chính trị. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, từ lúc tạo thiên lập địa cho đến ngày hôm nay thì người phụ nữ được gọi là một phái yếu. Chúng tôi chỉ là những người nội trợ trong gia đình. Oai hơn thì chúng tôi được gọi là nội tướng. Thì chúng tôi chăm sóc chồng con, lo toan công việc trong gia đình. Tuy nhiên, giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh. Cho nên chúng tôi cũng rất là tự hào vì đã có những người đàn bà làm nên lịch sử như là Hai Bà Trưng, bà Triệu. Chúng tôi rất là cảm ơn toàn thể quý vị đã có mặt trong đêm hôm nay. Trong những quãng đời, những bước chân thăng trầm với cộng đồng tị nạn chúng ta trong 31 năm sinh hoạt cùng với cộng đồng các hội đoàn bạn, nhờ vào sự thương yêu tha thiết của tất cả những người lớn tuổi cũng giống như quý vị anh quân nhân đại diện các hội đoàn quân đội, quý vị đoàn thể hội trưởng phong trào đã có lòng quý mến mà Hội Phụ Nữ Quốc gia Việt Nam đứng vững trong 31 năm trường kỳ. Thưa quý vị, trong chương trình kỷ niệm 31 năm thành lập Hội Phụ Nữ Quốc gia và lòng hiếu đạo của một thanh niên Vinh, chúng tôi may mắn được ngồi gần hai cụ. Thưa hai bác, như vậy là đây là hai bác đến đây lần đầu tiên hay là mấy lần rồi? Nhiều lần rồi ạ. Đã nhiều lần rồi, còn bác? Dạ, cũng thỉnh thoảng thôi chứ không có nhiều lần. Như vậy là đây là những cái bậc cao niên mà lát nữa đây quý vị sẽ thấy là sẽ có món quà của hội trao cho quý vị trong cái mùa đông này. Xin cảm ơn hai bác nhiều. Dạ, tôi cảm ơn anh. Quý vị, đây là một thành viên của Hội Phụ Nữ Quốc gia Đà Lạt Phú Quốc. Thưa chị, có thể cho khán thính giả của Vietfest TV 55.3 được biết cái cảm tưởng của mình khi đến dự cái buổi lễ ngày hôm nay? Dạ, hôm nay là ngày của phụ nữ Đà Lạt Phú Quốc. Mà chúng tôi thì tổ chức để mà vui vẻ, để đoàn kết, để có tiếng nói với cộng đồng phụ nữ. Dạ, rất là hân hạnh. Tôi cũng là người 80 rồi. Bước vào mùa thanh niên Vinh khi những chiếc lá vàng mùa thu bắt đầu rơi lả tả, thì chúng ta cảm nhận rằng cái làn CC đã dấy lên chuẩn bị bắt đầu áo ấm và ngồi trong khung cảnh đóng cửa nhà. Nhìn ra ngoài trời kia thấy tuyết rơi nhưng không phải hoa vàng của quê hương chúng ta. Lễ kỷ niệm 31 năm thành lập Hội Phụ Nữ Quốc gia Việt Nam tại Dallas. Đây là một dịp để chúng ta vinh danh vẻ đẹp và khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội và đời sống. Đồng thời, chúng ta ôn lại những lịch sử tranh đấu vẻ vang của những người phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ phong thái bản sắc và tinh hoa văn hóa của dân tộc. Đây là món quà nhỏ, rất nhỏ, nhưng mà cháu mong rằng là các bác sẽ được sống vui, sống thọ như con số của cái bản công này. Cô xin gửi bác. Các bác cùng tâm năng, sống vui, sống khỏe. Con cũng xin gửi bác món quà nhỏ này với lời chúc bác được sống khỏe, sống vui, trong tâm. Hội Phụ Nữ Quốc gia theo truyền thống, năm nay là năm thứ 31.
chúng tôi có tổ chức một cái buổi hội cho các chị em. Thì trong đó gồm có sinh hoạt văn nghệ, rồi bốc thăm trúng thưởng, rồi xổ số cho cái ghế Luraco nữa. Đây là năm thứ 31 và các cụ cũng được tặng quà. Thưa quý vị, chương trình tiếp tục với những phần văn nghệ, phần rút thăm, trúng thưởng. Giây phút cảm động nhất là trao quà cho các cụ cao niên trên 80 tuổi. Đây là một truyền thống quý báu của Hội Phụ Nữ Quốc gia Dallas Fort Worth đã được thể hiện qua 31 năm qua. Thưa quý vị, nhân mùa Thanksgiving, chúng tôi cũng xin mạn phép gửi đến quý vị lời cầu chúc an bình, họp mặt quây quần vui vẻ trong từng gia đình. Xin kính chúc quý vị những niềm vui hạnh phúc cuối năm và xin gặp lại quý vị trong phóng sự lần sau. Đức Phạm và Đình Nam tường trình từ Arlington, Texas.